liên quan đến vụ án Nguyễn Thái Luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh tổng giám đốc công ty Alibaba, em ruột của Luyện và 18 bị can khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nóng 24 giờ từng thông tin đến quý vị. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo về việc đưa vụ án có số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ người liên quan lớn nhất từ trước đến nay ra xét xử vào 8 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2022. Được biết, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ căng rạp ở sân tòa để xét xử vụ Alibaba với khoảng 4.361 người bị hại. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 6 tháng 1 năm 2023. Thông báo của tòa án sẽ thay cho giấy triệu tập và được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cũng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện, CEO Alibaba, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông công ty Alibaba, Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của công ty Alibaba cùng 17 đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các bị cáo khác là Nguyễn Thái Lực, em trai luyện, giám đốc công ty Alibaba Tân Thành, Võ Thị Thanh Mai, vợ luyện, giám đốc công ty địa ốc Alibaba Lao Film, bị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán trưởng công ty Alibaba, bị truy tố tội rửa tiền. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Minh Châu, đại diện viện kiểm sát. Có ba kiểm sát viên là Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn. Vụ án có 25 luật sư bào chữa cho các bị cáo, hai người bảo vệ cho bị hại. Đây là vụ án có số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan lớn nhất từ trước đến nay. Hồ sơ khoảng 500.000 bút lục, gần 4.361 bị hại tham gia tố tụng. Để nghiên cứu hồ sơ trong 4 tháng, tòa phải thành lập tổ giúp việc gồm 4 thẩm phán và 4 thư ký. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 6 tháng 1 năm 2023.